Đây nó chính là cái lý giải mà tại sao cái nhân sâm và những cái dược thảo tôi sử dụng nó có khả năng nó trị được viêm xoang. Thì một cái mụn rất là to ở một cái vị trí như thế này mà chỉ sau gọi là 1 ngày rưỡi, tức là từ chiều ngày hôm kia ngày 20 cho đến 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4 là nó đã lành như thế này rồi. Chúng ta có thể thấy này, ở trên mặt phát đã bọc những cái mụn bọc to như này, nhưng mà nó không có cái kiểu nhức vào xương như này, khá là đau. Thì nếu mà là người khác ấy thì phát khuyên chúng ta nên đến phòng khám xem nó là cái gì nhá, bởi vì vị trí đốt xương này nó rất là nguy hiểm. Thế còn mới phát là một cái chuyên gia nhân sâm, mà phát đã dùng cái nhân sâm để mà bôi những cái mụn bọc trên mặt, thì trong vòng 2 ngày nó lặn đi, nhưng mà nó cái mụn đó thì còn phát thì nó chưa lên những cái đầu mủ trắng như này, là cái vị trí ngay đốt xương nhá. Cái tay phát là rất là khỏe nha, chứ không phải là yếu đuối gì đâu. Phát tập luyện cái tay ngón tay rất là khỏe nha, nhưng mà chúng ta hãy để ý cái vị trí của nó như thế này. Nhưng phát vẫn dùng cái rượu sâm này của phát phát bôi. Thì hôm nay nó là ngày 20, ngày thứ bảy, phát có thể phát nhớ không nhầm ngày 19 hay ngày 20, ngày 20 chính xác rồi. Thì phát bôi sâm lên đây cho là ngày mấy nó sẽ nằm đây nha. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20, thứ bảy ngày 20 tháng 4. Đấy. Đêm qua nó như nhú nên thôi, nay phát bôi lần này là lần thứ hai rồi. Và có cảm giác là một cái mụn, một cái vị trí đinh đốt khá là nguy hiểm. Thì nếu lâu nữa là chúng ta thì chúng ta hãy đi đến bác sĩ để kiểm tra những cái mụn ở vị trí này nha. Nhưng với phát thì phát đã thành công khá là nhiều lần, và phát muốn kiểm nghiệm cái đặc tính kháng viêm nha. Phát muốn kiểm nghiệm cái đặc tính kháng viêm của cái nhân sâm, vì là trên cái phát đã hỗ trợ nhiều bạn chữa viêm xoang ấy, thì các cái viêm trong xoang mũi của chúng ta nó đặc trưng nó cũng như thế này này, nó cũng có sưng có mủ như thế này. Nói chung là mà nó nằm trong xoang của chúng ta cho nó đau nhức, nó đau đớn nhức mỏi như thế nào thì chúng ta biết, cho nên là cái tác dụng của nó thì cũng sẽ là rất là hiệu quả trên trên xoang mũi và trong cái mụn mụn. Đây là một cái mụn, vị trí mụn khá là độc đáo nha, chúng ta để ý ngay cái đốt xương đấy, và có thể là nó là một cái dạng đinh thì chưa biết nó như nào. Nếu ngày mai nó to quá thì có thể phát phải đi bệnh viện nha. Đây là sau 1 ngày nhé, cái đó nó không lớn lên, nó nhỏ, hơi nhỏ đi một tí thôi nhé. Thì mình vẫn tiếp tục mình kiên trì mình bôi chứ không uống kháng sinh mà nữa. Thực ra mình bôi khá thường xuyên, lúc nào nhớ ra thì lại bôi thôi, bôi nhiều hơn bình thường. Bình thường có thể là cái mụn trên mặt 1 ngày mình có thể bôi 2-3 lần. Thì cái mụn ở đây thứ nhất ấy, làm cái vị trí ngay cái vị trí đinh đốt, cái thứ hai nó là cái mụn mà nó có cái sự nhức nhức khá là sâu. Thì mình khuyến cáo mọi người nếu bị như mình thì chúng ta phải đi bác sĩ, bởi vì vị trí đốt xương này là nó khá là rộng, giống như cái đinh đốt. Mình thì lì bướng để mà kiểm tra cái đặc tính kháng viêm của nhân sâm cho nó đến cùng thôi. Và mình bôi như này ấy, 1 ngày có cái 5-6 lần đấy, và toàn bộ là ấy nhá. Và chúng ta đã xem đấy, cái chân chân của cái viêm nó không có tấy lên như ngày hôm qua này, mà cái này là sáng nay mình còn đi. Như vậy nó là một cái mụn mọc ở một cái vị trí đi đốt khá là đau nhức, và nó tiêu biến đi chỉ sau đúng 1 ngày rưỡi nhé, từ chiều ngày 20 cho đến trưa ngày 22 là nó đã ở một cái mức cực độ cực kỳ an toàn như này rồi. Mà trong 2 cái ngày đó đấy thì phát ăn uống không kiêng khem gì cả nhé, thậm chí cái một trong những thức ăn rất là kỵ với lại người bị mụn mủ như này là cá chép. Rồi là chiều ngày hôm qua phát cũng ăn cả 1 kg cái con móng tay đấy, nó là một cái loại ốc biển, nó rất là giàu chất đạm đấy. Thì ngày hôm qua đi làm và cũng không nghỉ nữa luôn đấy, thì là 2 ngày cuối tuần lại là 2 ngày mà phát có 2 công trình tranh mà toàn làm tranh trần cả thôi, cho nên làm cực cực khổ lắm nhá. Thứ nhất là làm việc cũng không được nghỉ, và thứ hai là ăn uống cũng không phải là kiêng khem, ăn nhiều chất tanh, thậm chí ăn cá chép, thế mà nó vẫn có kết quả như thế này. Như vậy chúng ta có thể thấy được cái tác dụng của nhân sâm Canada và những cái loại dược liệu phát kết hợp lại trong một cái thuốc như thế này. Thì đây là phát ngâm rượu thì nó sẽ là cô lại như vậy. Thế còn chúng ta ứng dụng thì chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau thôi. Tất cả nó đều là thuốc bổ nhá, tất cả đều là tốt cho sức khỏe, và sau cái liệu trình điều trị viêm xoang chúng ta sẽ khỏe lên rất là nhiều nhá. Chúng ta sẽ khỏe lên rất là nhiều, mà chúng ta không khỏe lên thì không không khỏi viêm xoang được. Nói thẳng như thế nhá. Về cái vấn đề quan trọng nhất chúng ta lo lắng nhất là vấn đề là nó ức chế viêm ấy, thì đây đã là một cái bằng chứng không thể chối cãi được rồi. Trên chính cơ thể phát chúng ta hãy nhớ cái
cấu trúc bàn tay của Pháp nó rất là khác người bình thường, chứ không phải là nó là giống nhau cả, cho nên chúng ta rất là dễ dàng phân biệt thôi ạ. Thì hy vọng là những cái chia sẻ hết sức chân thành của Pháp sẽ hỗ trợ được bà con cô chú bác anh chị em chúng ta rút ngắn cái thời gian cũng như là gì giảm bớt được cái chi phí trong điều trị cái bệnh viêm xoang nhé. Đây là nỗi lòng của Pháp mong muốn như vậy. Còn lấy chúng ta cũng không khỏi được tuyệt đối thì cái việc chúng ta uống những cái sản phẩm này nó cũng đều tăng cường sức khỏe, lấy lại cái sự trẻ trung, cái nguồn năng lượng cho chúng ta rất là nhiều. Kiểu gì chúng ta cũng có cái lợi. Và chúng ta phải an tâm một điều rằng kể cả những người họ không bị viêm xoang, họ dùng những sản phẩm này của Pháp cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe rồi, tốt cho tuổi trẻ, tốt cho cái nguồn năng lượng, nguồn sức lực cũng như là phòng chống bệnh tật và điều trị các loại bệnh tật rồi.